bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Tạ Đình Phong thoải mái bảo vệ Vương Phi tại sân bay, dân tình quay xe ủng hộ tình yêu của cặp đôi. Vương Phi và Tạ Đình Phong được bắt gặp tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc, cả hai thân thiện chào hỏi người hâm mộ và truyền thông. Tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc, Vương Phi và Tạ Đình Phong thoải mái thể hiện cử chỉ thân mật. Trong đó, Tạ Đình Phong đặt tay lên đùi Vương Phi, còn Vương Phi khẽ tựa đầu vào bạn trai. Mối quan hệ của Vương Phi và Tạ Đình Phong luôn nhận được những ý kiến trái chiều, có người hâm mộ cũng có người chỉ trích, trong đó những ai đứng về phía hai nghệ sĩ cho rằng Vương Phi và Tạ Đình Phong mạnh mẽ, cá tính, họ sống vì bản thân, không làm hại đến ai. Thực tế, cả Vương Phi và Tạ Đình Phong đều là những người có trách nhiệm với con cái, đi vào Trung Quốc luôn lo lắng cho sự nghiệp của hai con, đồng thời luôn chu cấp cho các con cuộc sống sung túc nhất. Trong khi đó, Tạ Đình Phong cũng để hết lại tài sản cho hai con trai, nam diễn viên vẫn liên lạc đi chơi cùng các con. Thế nhưng họ không phản ứng lại khi truyền thông buộc bỏ rơi con cái vì cho rằng cuộc sống riêng của họ không cần ai phán xét. Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả cho rằng tình yêu hơn 20 năm của Tạ Đình Phong và Vương Phi rất ích kỷ. Họ đến với nhau nhưng đằng sau là hai gia đình tan vỡ. Câu chuyện tình yêu giữa Vương Phi và Tạ Đình Phong như cuốn tiểu thuyết lãng mạn được đưa vào cuộc sống. Hai người tái hợp sau một thời gian dài xa cách. Giờ đây, sau 10 năm chung sống, họ đã không còn né tránh mỗi lần xuất hiện trước công chúng mà công khai nắm tay nhau, khiến người ta tin rằng tình yêu đích thực cũng tồn tại trong làng giải trí. Trái với tin đồn, tình cảm rạn nứt, chia tay thi thoảng lại rộ lên, Vương Phi và Tạ Đình Phong cho thấy tình yêu của họ luôn bền chặt. Vương Phi như trẻ nhỏ khi ở cạnh người yêu, dù cô có hơn Tạ Đình Phong 12 tuổi. Họ công khai tình yêu vào tháng 6 năm 2000, rồi chia tay vào tháng 3 năm 2002. Sau đó cả hai lập gia đình riêng rồi ly hôn. Tháng 9 năm 2014, cả showbiz xứ Trung chấn động khi hình ảnh cả hai hôn nhau trên ban công bị chụp lén. Hình ảnh này cũng ngầm xác nhận Phong Phi tái hợp, dù vậy thời gian này hiếm người chúc phúc cho họ mà cả hai bị ném đá rất nhiều. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.